Qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử, Đảng bộ Quyền Vĩnh Lợi đã khẳng định được vai trò lãnh đạo là một trong những nhân tố rất quan trọng quyết định mọi thắng lợi của các phong trào cách mạng quyền nhà. Tại khu căn cứ huyện Quyền Vĩnh Lợi thuộc ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Quyền Vĩnh Lợi đã lãnh đạo quân và dân trong huyện đánh thắng hàng trăm trận, tấn công hàng chục đồn giặc, đánh bại các chiến lược âm mưu của địch. Ngày nay, khu căn cứ đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng của các thế hệ và là di tích lịch sử của tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, để tổ chức đảng hoạt động hiệu quả thì phải có căn cứ cách mạng. Do đó, để lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược thì huyện ủy Vĩnh Lợi phải xây dựng khu căn cứ cách mạng biệt lập, vững chắc, tránh sự càn quét của địch. Đây là một trong những nguyên nhân ra đời khu căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi. Khu căn cứ huyện Quỳ Vĩnh Lợi nằm cạnh bờ sông Trà Hất, thuộc ấp Trà Hất, xã Châu Thới, cách trung tâm Quỳ Vĩnh Lợi khoảng 3 km theo hướng Tây Bắc. Trước năm 1970, căn cứ huyện Quỳ Vĩnh Lợi đóng ở ấp Thạnh 1, xã Minh Diệu. Nơi đây thường xuyên bị địch càn quét dữ dội, chúng dùng thế gọng kìm để đánh phá căn cứ từ hai phía Bào Sàng và Vĩnh Hưng. Trong khi đó, địa thế của khu căn cứ lại bất lợi, xung quanh là những cánh đồng trống trải. Mỗi khi địch càn quét, căn cứ luôn ở thế bị động, nên việc chỉ đạo của huyện ủy gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, huyện Quỳ Vĩnh Lợi chủ trương dời căn cứ về ấp Bà Chăn A, Bà Chăn B, xã Châu Thới, nhưng vẫn thường xuyên bị địch càn phá, gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất. Tôi thì được cha mẹ sinh ra lớn lên ở tại mảnh đất của ấp Trà Hất của xã Châu Thới này. Gia đình thì nói chung thì cũng có cái truyền thống cách mạng. Anh em lớn lên 15, 16 tuổi trở lên đều là tham gia cách mạng để chiến đấu với kẻ thù. Cho nên được tức là huyện ủy, tức là tin tưởng gia đình. Cho nên huyện ủy có ở nhờ nhà tôi khoảng 2 năm. Đó, sau đó thì nhà gia đình tôi thì nó đối diện ngang sông với cái khu căn cứ huyện ủy hiện nay. Nhưng vậy là cái khu căn cứ huyện ủy thì của những người lớn tuổi, những người giàu có, người ta ở, người ta trồng cây gây rừng rất là lớn. Cho nên huyện ủy thấy là cái khu vực này có thể là xây dựng cái khu căn cứ được. Cho nên các chú mới dời cái khu căn cứ từ gia đình tôi, tức là qua bên kia xây dựng khu căn cứ ở ngay trong cái khu căn cứ huyện ủy hiện nay. Căn cứ Trà Hất được xây dựng vào đầu năm 1971. Trước khi xây dựng, huyện ủy chỉ đạo cho cấm các bản, bãi tử địa cấm vào nhằm hù dọa không cho bọn lính vào khu vực xây dựng căn cứ. Ban ngày các đồng chí ở nhà người dân vận động cùng nhân dân vớt chông, ban đêm đào hầm. Chưa đầy 2 tháng căn cứ đã xây dựng xong, gồm trên 30 hầm bí mật và 3 căn nhà, hội trường, gian phòng và nhà dành cho đội phòng thủ được làm bằng cây trăm bầu, lá dừa nước. Từ đó, huyện Quỳ Vĩnh Lợi dời về đây hoạt động. Từ khi về căn cứ ở ấp Trà Hất, huyện Quỳ Vĩnh Lợi đã lãnh đạo quân và dân trong huyện đánh thắng hàng trăm trận, đánh bại các chiến lược âm mưu của địch, qua đó góp phần cùng quân và dân tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung đánh bại cuộc xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt cũng trong thời điểm này, huyện ủy đã chỉ đạo đảng bộ và nhân dân xã Châu Thới xây dựng thành công đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Bà Chăn A. Khu căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi là dấu tích lịch sử cách mạng chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai ngụy quyền trong giai đoạn 1971-1975, có một ý nghĩa quan trọng góp phần vào kho tàng lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân huyện Vĩnh Lợi nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung. Từ giá trị ý nghĩa lịch sử đó, khu căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2005.